Sáng ngày 4 tháng 3 tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tham dự còn có các đồng chí Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nhờ chủ động nghiên cứu đánh giá dự báo đúng tình hình, trong năm 2023, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Bộ Quốc phòng về quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, nhất là trình Quốc hội dự án luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, đạt sự đồng thuận cao. Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tập trung huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, dây chuyền công nghệ tăng năng lực sản xuất quốc phòng, đổi mới công tác khoa học công nghệ, nỗ lực sản xuất, sửa chữa vũ khí lục quân và sửa chữa đóng mới tàu quân sự, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng với kinh tế với quốc phòng, điều chỉnh tổ chức lực lượng, các doanh nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, khoa học. Phát biểu kết luận, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận biểu dương kết quả đạt được của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trong năm 2023. Nhấn mạnh tới nhiệm vụ nghiên cứu sản xuất vũ khí trang bị, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, từ lịch sử đến hiện tại, một đội quân mạnh thì phải có vũ khí mạnh. Bởi vậy, vai trò của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng là phải nghiên cứu, sản xuất những loại vũ khí ưu việt, vượt trội, qua đó tiếp thêm niềm tin, tự tin cho người chiến sĩ khi tham gia chiến đấu. Mà hành động của bộ đội trên chiến trường là khả năng thành bại của cuộc chiến đấy các bạn. Suy cho cùng, tất cả phải trông vào nòng súng mà do người chiến sĩ trên chiến trường. Báo cáo với các ông chí, tôi với các ông chí ngồi đây không thể cầm súng ra chiến trường được nữa. Thế thì phải truyền cái lửa này, thì chúng ta công nghiệp quốc phòng phải thật sự tin tưởng. Các ông chí sản xuất cho vũ khí phải có tính ưu việt, vượt trên ngăn chặn, vượt trên các loại vũ khí hiện đại mà tương đương cũng lại vũ khí cá nhân, thì chúng ta mới đem lại niềm tin cho người chiến sĩ, đem lại sức mạnh cho quân đội được. Báo cáo với các ông chí như thế. Cùng với đó, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cần thường xuyên theo dõi đánh giá tác động của các cuộc xung đột trên thế giới và sự phát triển của vũ khí trang bị để kịp thời tham mưu đề xuất Bộ Quốc phòng có định hướng nghiên cứu, thiết kế, sản xuất vũ khí trang bị, vật tư kỹ thuật, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp, sớm đề xuất tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách, kỹ thuật công nghệ, rút ngắn thời gian nghiên cứu, sớm đưa các sản phẩm mới vào sản xuất trang bị cho quân đội. Về nhiệm vụ đẩy mạnh đối ngoại và hợp tác quốc tế, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu chuẩn bị tốt tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác với các nước. Cùng với đó, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tập trung triển khai đồng bộ toàn diện các mặt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và các phong trào thi đua quyết thắng, thực hiện tuyển dụng, tuyển chọn nguồn nhân lực chất lượng cao, chăm lo tốt hơn nữa chế độ chính sách cho người lao động, duy trì nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, chủ động làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn và tham gia các cuộc diễn tập theo kế hoạch.